Rồi, xin thưa bà con bác, tối hôm nay 30 vụ lên đường đi Nha Trang mà giờ như thế này đây, kẹt xe mưa, mưa gió tầm tã, không biết ngoài Nha Trang nó có mưa hay không đây. Trước khi đi Nha Trang, ba mẹ cô sẽ ghé qua làm thuộc ở trước nha bà con. Đây, ba mẹ cô kêu tô phở đặc biệt. Đây, tái, nạm, gầu, bò viên, gân, phở. Phở này ba mẹ ngồi thích ăn là trên đường ở Chợ Lớn, ngay chỗ khu quận như Hậu Giang quận 6 ra. Thấy Sài Gòn xưa không? Có chỗ đậu xe hơi luôn nha bà con. Trời đang mưa. Mình đi ăn xong bắt đầu lên đường đi Nha Trang rồi đó. Xin thưa bà con bác, 12 giờ rưỡi đêm, ba mẹ rồi đang có mặt ở đây là trạm dừng cao tốc, trạm dừng chân cao tốc Long Thành Dầu Dây, chuẩn bị hết cao tốc đó mà. Còn đây là khung cảnh ở phía trước nữa. Xin thưa bà con bác, ăn bánh bao thử nha bà con. Đây, xin thưa với bà con bác, hiện tại đây là ánh bình minh đầu tiên ở trên Bãi Dài. Cái này người ta gọi là eo gió, và ba mẹ con đã nghe được tiếng sóng bổ rì rào đầu tiên rồi. Lát nữa ba mẹ con sẽ chơi ở khu vực này. Xin thưa bà con bác, một cái eo, bà con bác thấy không, ở dòng trong như này. Mặt trời mọc bên kia, đúng rồi. Hôm nay bãi biển rong nhiều lắm bà con. Rồi bác ha. Đây là cây rong. Cầm. Rong này là ăn được nha bà con. Rồi bây giờ ba mẹ cô đã tới, chính thức tới Nha Trang rồi nè bà con. Người bà con bác, hiện tại ba mẹ con đang có mặt ở đây là đường 2 tháng 4. Ngày đường 2 tháng 4 này là ba mẹ con nghĩ là ngày mà giải phóng thành phố Nha Trang đó bà con. Cầu này là cầu Sớm Bóng. Và ba mẹ con sẽ dẫn bà con bác đi vào thăm tháp Bà ở Nha Trang. Tháp Bà ngày hôm nay rất là đông nha bà con. Và bây giờ không còn vé nữa mà sử dụng cái thẻ này. Mở khe vô. Từ từ con, từ từ, đừng có gấp, gấp rồi. Rồi bước vô luôn. Bà nội bỏ thẻ vô. Rồi đi thẳng vô luôn. Đây là cái tháp lớn nhất ở tháp Bà Nha Trang này. Bên kia là tháp Nam, đây là tháp Đông Bắc, Nam, rồi đằng xa xa kia nó là tháp Đông Nam. Bà con bác xem. Lát nữa ba mẹ con mình vô trong thì ba mẹ con sẽ quay cho bà con bác xem. Thưa bà con bác, đây là tủ áo phục vào tháp miễn phí. Mình muốn vào tháp thì mình sẽ mặc áo này để mình khoác vô. Mình khoác vô rồi mình có thể đi vào. Kiểu tay rồi
Xin chào bà con bác, ba mày rồi tính vô quay bên trong cho bà con bác, nhưng mà xem vô bên trong thì không có được web quay à. Đi bên đây mẹ. Hai đứa con của ba mày rồi nó không có đi nổi à, cho nên giờ hai vợ chồng ba mày rồi đi cho nó ở lại với bà nội à. À, đây là đời. Đâu thằng Huy Việt là bên kia kìa, cái này nó nhỏ nhỏ. Tháp Nam, giờ mình vô tháp Nam nha bà con. À, cái tháp này là tháp Đông Nam nè. Cái tháp trong đây á, thì nó nhỏ hơn chút, nhưng mà ba mẹ cô thấy là nó có trong đó có cái cục đá mà ba mẹ cô đi vô, ba mẹ cô có thấy là có ai đó xòa cái vuốt lên đầu. À, đây là vô cái tháp. À, trong cái tháp này cũng có một cái cục đá trong này. Kìa bà mày còn thấy có quá trời đông người luôn bà con. À, họ biểu diễn rồi mẹ. À, đây là những cái bia khắc nè. À, bốn tháp giải thích cái ý nghĩa mà. Hình như đây là cái giải thích ý nghĩa bốn tháp nè mẹ. À, đó, bà con bác muốn hiểu hết thì bà con bác bấm dừng lại, bà con bác xem nha bà con. À, à, cần gì? Thấy đây là cái cách mà người dân ở Chăm á, họ đang tiến về để họ chuẩn bày ra để họ dọn lễ rồi. À, mày còn thấy có trái cây nè, có gà nè, ba chén cơm, ba chén nước, cái gì đó, trầu, rượu. Đây xin thưa bà con quá. Đây là cái nơi mà mấy cái trụ đá nè. Đây đây ba mày rồi. Nghe người ta nói là cái nơi mà hồi xưa người dân Chăm á, người ta sẽ tập trung ở đây nè, có cái mái liều tre ở trên nữa để họ chuẩn bị mấy cái đồ lễ cúng, rồi sau đó cái họ đi vòng qua bên kia, rồi sau đó cái họ đi lên họ cúng bà trên đó, rồi con đường ấy hồi sau này là mới mở cái con đường đi lên sau này. À, Thảo ơi, Thảo ơi. Thưa bà con, với con đường này là bán mấy cái đồ lưu niệm. Thôi giờ ba mày gò đi ra để đi ăn. À, đây là góc nhìn tiếp theo nè, có cái tháp đó đó bà con, đẹp nhất tháp đó, tháp lớn nhất luôn. À, đây là cái khu vực phía dưới nè bà mày gò, thấy mấy cái thuyền chài quá trời luôn. À, đây là khu vực cấm tập kết ngư lưới cụ ngay cái cầu. Đây, cái phòng này là phòng của mình, hay lắm nha bà con, đừng làm bồn nè, check in nè, đang dọn nè. À, nó đều bấm nút này cho mình biết ha. À, giờ mình check tiền nha. Rồi mở. Đây, đây là cái phòng ba mẹ cô sẽ ngủ tối hôm nay. À, nó có cái dàn đèn nè. Rồi, nó có cái ghế. Ở đây là cái phòng tắm nè bà con. Đặc biệt bà con có bác có biết không, phòng tắm này là nó có mình có thể mình nhìn ra cái phòng ngủ. À, độc đáo vô đó đó bà con. À, rồi mình muốn người ta không nhìn mình á thì mình kéo cái rèm xuống. Ở đây là toilet. À, đây. Rồi xin thưa bà con cô bác, đây là cái view nè, view nhìn ra biển luôn. À, bà mày còn nhìn thẳng qua bên kia đó là Vinpearl đó bà con. À, chiều nay bà mày còn sẽ đi cái cáp treo đó, đi qua bên đó. Mình nói là mình bên. Còn bà con có nhìn sẵn xuống dưới kia kìa, có cái tượng tháp tháp đó mà hiện tại đang tổ chức cái lễ hội gì á, các vùng miền ẩm thực, các vùng miền ở dưới á. Từ đây xuống dưới chắc khoảng tầm 3 cây số, công viên đó là công viên gì đó mà mình còn quên nè. À, con đường dưới đây là cái con đường Trần Phú. Ừ, nắng quá cho nên là cái bên kia nó cũng sơ sát. À,
Ở đây là có một cái lễ hội gì 15 năm thành phố Nha Trang rồi bà con, 100 năm thành phố Nha Trang vậy đó. Ồ, ở đây là lễ hội luôn nè, bữa trước mới tổ chức lễ hội ở đây nè, đối diện. Rồi, đó là cái view của khách sạn của Ba Mẹ Cô. Xin thưa bà con bác, đây là bảng giá phòng, tất cả đều công khai rõ ràng minh bạch. Đó. Có trong phòng có gồm có 56 phòng ha, thì gồm có tivi, máy sấy, máy nóng, ẩm lạnh gì đó, quá trời luôn ha. Thì mức giá niêm yết là 1.200.000 hai người phòng. Đó. Còn deluxe 8 phòng, 8 phòng, chỗ quá trời phòng luôn, thì 1.700.000 phòng. Đó. Nó tổng cộng mới tới 20+ tầng luôn nha bà con. Còn cái phòng này nè bà con, phòng honeymoon gì nè, gồm có 2 phòng, thì trong đây nó có cái gì, cái sao? Hình như Ba Mẹ Cô thấy cái này nó cũng giống nhau ha, nhưng mà không hiểu tại sao. Thì 2.000.000 đêm phòng. Còn Premier nè, 124 phòng. Ồ, phòng honeymoon chỉ có 20 phòng thôi nha, thì 2.400.000. Máy setup ha. Rồi, từ đây là thấp nhất là 1.200.000, 2.400.000. Rồi, còn đây phòng Premier Ocean View là view biển đó bà con. 60 phòng, nó chỉ có 60 phòng như thế này thôi. Rồi, TV rồi cái sắt có gì nhau hết, thì 3.000.000 hai phòng. Rồi thêm một cái phòng family, chỉ có 2 phòng thôi ha, thì trong đó là phòng 64m² nè, 2 phòng ngủ, phòng khách 2 tầng, tiện nghi đầy đủ, 4.000.000 đêm. Phòng family chỉ có 2 phòng thôi. Thì cái phòng trong đây nó có mã số phòng. Thì cái căn phòng của Ba Mẹ Cô đang ở nè, xin thưa bà con bác, là phòng 703 ha. Thì đây là cái phòng mà gọi là mắc nhất của cái phòng 3.000.000 hai người đêm, phòng đêm. Thì mức giá đây bao gồm có phí ăn sáng nè, nếu mà ở khách hơn á, đặt thêm dịch vụ 500 ha. 64 phụ thu phần ăn sáng thôi ha. Đó, nói chung là vậy. Rồi, thì Ba Mẹ Cô quay cái phần này rõ cho nhiều quá là chi bà con biết không, để cho bà con bác nào có nhu cầu đặt phòng á thì dễ. Dịch vụ spa nè, thư giãn nè, 609 chọn gói thiên đường tình yêu là sao chơi ghê vậy, khi chữ tình yêu này nghe ghê quá ha. Mấy cái này Ba Mẹ Cô không có biết ha. Thì tiện nghi trong phòng nè, nó chia làm loại 6 phòng ha. Deluxe sea view biển ha, mà còn của Ba Mẹ Cô là Premier ha, Premier nha. Cái phòng mà Ba Mẹ Cô quay cho bà con á, hồi nãy á, là Premier, là phòng cao cấp nhất đó nha bà con. Dịch vụ tại khách sạn nè, nhà hàng tầng 3, phòng hội nghị tầng 4, 5B. Vậy là sáng mai mình sẽ ăn sáng nè, Ba Mẹ Cô sẽ xuống quay cho bà con có bác cái món sáng dưới ha. Bước 3 tầng 5, hồ bơi nè, hồ bơi tầng 5. Ồ, có phòng tập gym nè, spa nè, hồ bơi. Vậy là tất cả đều tập trung ở tầng 5, quầy lưu niệm tầng 1. Rồi hết rồi ha, mấy cái này thì giặt ủi rồi, với độ an toàn hóa quạng vậy thôi. Ồ, đây cái giặt ủi nè, tính từng cái nha bà con. Cái quần dài là 20.000 ủi, giặt và khô luôn á, giặt khô luôn là 70.000 một cái quần dài, cái quần ngắn tính theo cái nha bà con. Cái này vô khách sạn là bà con bác đừng có tính theo ký gì ở đây nha, tính theo cái. Quần lót giặt cho bà con đó là 10.000. Rồi xong. Còn đây là thực đơn nè bà con, thực đơn đặt phòng đó, mình có thể mình gọi thì ta sẽ đem đồ ăn lên cho mình. Gỏi cuốn tôm thịt, trời ơi, 105.000. Ui trời ơi, không biết bao nhiêu cuốn ha. Cái này giá xem với nước ngoài luôn á. Khoai tây chiên 85, súp 95,
cơm với mì, mì ý sốt bà bầm hoặc sốt hải sản 205, bỉ sầu hải sản. Ồ, ba mày gọi thích cái carbonara mà nó không có rồi. Cơm chiên 170. Wow. Dạ. Xin thưa bà con bác, hiện tại ba mày gọi đang 5 giờ chiều rồi. Ba mày gọi đang có mặt đây nè. Là Vinpearl Land. À, Vinpearl Land ha. Đây có bãi xe đậu rất là đông luôn á. Người dân người ta đi cũng đông lắm. Giờ mình sẽ đi cáp treo qua bà con ha. Hai là hướng nha bà con, một hướng là 950 là mình đi hướng đi lối đi riêng, và hướng một cam là 200.000 đi Harbour thôi. Xin thưa bà con bác, đây là cảnh bên trong. Cái vé mỗi người vé nha. Giờ mình sẽ xếp hàng mà đi vô. Sẽ đi tới cái chỗ xếp vé đó, kiểm tra hành lý. Rồi kiểm tra hành lý, vé đâu. Xin lỗi bà con, bác đi vô đây là cái hình xích sắt. Đáng lý, nó gắn tè nhưng mà phải xích sắt như thế này đây. Đủ đồ. Rồi xin thưa bà con cô bác, ở đây mọi cái vé là sẽ quét qua tiếp. Nó có khuôn mặt nữa. Rồi cảm ơn. Mọi cái vé đều có quét khuôn mặt nha bà con. Lên đây tiếp tục xếp hàng dài dứt sắc nữa nè bà con. Rồi sau khi mà đi khắp keo xong đó là mình xuống đây nè, phải là về khách sạn, rồi trái là khu phố thương mại. Và mình rồi thấy có một cái photo phân 100.000 chụp cái này chắc ghép ảnh quá ha, chứ sao mà chụp được cả 100.000 khoảng $4 bước chân ra. Đây là một cái quảng trường mua sắm sâm quốc hay ghê không? Đây, xin thưa bà con bác, đây là cái sơ đồ. Bác bấm dừng lại xem ha. Đây là một trong những cái gian hàng bán đồ của Hàn Quốc, thấy chữ Hàn Quốc Hana. Kế bên là có bubble tea, kem, đầy đủ. Rồi bà con bác. Thôi. Bắt đầu ba mươi gồ bước vào một thế giới thiên đường ăn uống hai bên. Toàn bộ thấy giống một con đường ẩm thực kia rồi. Sản Nha Trang bánh canh cua, ẩm thực Việt. Wow, đây sinh nghi phòng lạnh. Có quán cơm nhà Linh nữa, cơm Việt Nam. Có bánh xèo nữa. Thơm mùi bánh xèo. Rồi ra kia là ra biển, đẹp quá bà con, nguyên một dãy phố luôn. Mì cung phu Việt nữa nè. Đi ra biển, ngắm biển nè. Đây là hướng mình đi ra biển rồi ha. Có mì cung phu nè. Mì cung phu này là dạng giống như là mì kéo sợi vậy con.
không biết người ta có biểu diễn cho mình coi không. À, cơm mâm 6 người, 6 người là 785 gần những món đó bà con. Gần 900 ngàn mà quá rẻ. À, hải sản Thanh Sương. À, đây là cơm gà Hội An. Ô, có phở Nam Định nữa nè. Ồ, ôi ôi, nguyên một khu luôn nè. Con thấy hoành tráng không? À, mình gọi hai cái quán burger nước ngoài, vừa nước ngoài luôn nha bà con. À, họ làm luôn. Rồi, rồi, cái giá burger nè. À, bà mày gọi thấy rồi. Cũng có 99 ngàn à. À, họ làm kìa bà con. À, thịt bò. Yeah. Ở đây có bún chả Hà Nội nè. Tất cả các món ăn đều có hết ở trong đây rồi. À, kiến trúc nhà xây đẹp quá trời. Mà bà mèo thấy cũng bỏ trống cũng nhiều rồi nha. Không biết có người ở không. À, bên kia là cối xay gió. À, quá trời cối xay gió. Chợ đêm. À, à. À, coi người ta làm mì kìa. À, coi người ta làm mì kìa, cục bột kìa, ta vũ mì ra kìa. À, à. À. Tách thò ra ra một đống mì. À, thấy không, thấy không, thấy cục mì á. Rồi xong rồi đó. Rồi sau đó người ta quăng vô đây, ta múc cái lèo bỏ thịt vô, từ cục bột, à, nguyên cục bột dài đó, à, lần 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 dài ba cái, à, kéo ra. Tách 1, à, tách 2, tách 3, hay ghê không? À, còn mì nó nhỏ ra mà tách gì? Ồ, vũ kìa. À, à, tuyệt vời, tuyệt vời. Nhờ bà con quá, bây giờ là trời bắt đầu là chiều chiều tới tối rồi. À, bây giờ ba mẹ rồi đang mắc đi vệ sinh, nhưng mà nãy giờ ba mẹ rồi đang kiếm cái chỗ đi vệ sinh mà không thấy. Đa phần là hàng quán, chắc có lẽ là mình phải vào một cái quán nào đó mình ăn rồi sau đó cái mình đi vệ sinh luôn. À, đẹp không, bắt đầu giờ buổi tối lên đèn đẹp lắm bà con. À, rồi bà con, biểu diễn cung phu, biểu diễn mi cung phu. À, từ một cục bột kìa. À, ôi ôi, cục này còn bự hơn nãy nữa. À, wow. Kéo dài ra kìa. À, cắt. 1 2. Cứ mỗi một chặt vậy là một giấc mì. Đó, phải quăng vô.
rồi bên kia là cái thố nước đá đó, mới quăng rồi bắt đầu mì mà nó chín là tự động nó nổi lên này ghê ha. Mì mà chín rồi bắt đầu nổi lên rồi nhúng vô nước đá liền độc đáo nha mọi người, bí quyết nhúng vô nước đá xong rách ra mỗi bên vậy đó. Bà con cô bác ha, cái cọng mì khi mà nó đây bà con bác xem lại nè, vũ nè, nó rung lắc đó. Bắt đầu bà con cô bác xem nè, khi mà quăng xuống thì bắt đầu nó chưa chín, nó chìm dưới phải không, bắt đầu nổi lên kìa, nó còn trong những cái chín lẻo quá ha, mốc vào liền rồi sau đó chắc hết nước rồi sau đó nhúng vô nước lạnh liền thấy không, bí quyết đó, bí quyết gia truyền của ông bà để lại, bí quyết gia truyền này là hên nồi, đây là sau đó tô qua đây. Con bác giá cũng không có mắc nha, vô tới đây là khu cao cấp đó, mà cũng có 100.000 à, thấy không, 80 thậm chí ăn mì gà xé có 50 thôi, 60 thì xa xíu. Tuy ở đây là khu cao cấp 5 sao nhưng mà thật chất là nó giá nó cũng bình dân rồi. Nếu bà con bắt tính tối là bắt đầu có nhảy hip hop. Thì xin thưa bà con bác, bắt đầu về đêm rồi, hơn 7 giờ tối rồi, bắt đầu người mọi người bắt đầu đi ăn uống, ba mẹ con cũng vừa mới ăn uống xong. Tất cả những hàng quán bên khu vực này ăn uống, cái bên khu vực shopping thì ba mẹ con không qua, tại vì sao, tại vì cũng đâu có tiền đâu mua. Bây giờ là ba mẹ con thích đi trải nghiệm ở khu phố ẩm thực này rồi đó. Về đêm bắt đầu họ lên đèn lung linh lắm, lung linh mấy đẹp sao. Ai xin thưa bà con bác, cảnh về đêm hồi nãy mình quay bằng ngày ha. Đây là mình rồi đi toàn cảnh nhìn lại nè, bà con bác nhìn thấy về đêm lung linh không, chè mà không ngọt ghê chưa. Vâng, ba mẹ cô thấy mấy cái món ăn mà no đó là mọi người thường đi ăn, như đặc sản Nha Trang nè, ra Nha Trang họ sẽ ăn đặc sản Nha Trang. Đây bà con của bác coi lung linh về đêm không, cái khu bên đó là phố mua sắm thì ba mẹ cô không có qua bà con, ba mẹ cô dưới đây thôi, bên đó chắc cũng hàng hiệu dữ lắm á, trung tâm thương mại mà. Ở đây là vô cái cáp treo để mình đi về nè. Rồi giờ ba mẹ con đi về để con đi dạo phố ban đêm nữa. Con bác lối cáp treo ở đây ha, qua đây xong cái giờ mình phải đi xuống. Dạ đi xuống dưới lại thôi mà. Đi không có hướng dẫn là thua luôn. Đây lối cái lối đó là lối về khách sạn, còn mình đi cáp treo đó, cái phần đó là vô khách sạn rồi con, cho nên đây là như cái mê cung vậy đó. Những ai mà có cái thẻ quẹt đó là họ thuê khách sạn đó bà con, còn mình không có thuê khách sạn cho nên giờ mình đi về. Ở đây là mình có thể mình thuê mình ở luôn. Bữa nào ba mẹ con sẽ dẫn bà con bác trải nghiệm một ngày ở trong đây ha, để coi có dịp không, không biết trong đây có gì thì mình trải nghiệm một ngày ở trong đây, ba mẹ con quay phim cho bà con bác xem. Quá trời đẹp luôn này, nhìn ra phía sau đó con. Toàn cảnh hòn tre, đẹp quá, lâu ngày cũng đi thấy đẹp rồi. Xin thưa bà con, lúc bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, trời sáng trưng thôi, ba mẹ cô, cái phòng của ba mẹ cô là đối diện mặt trời luôn. Đây, bây giờ là thằng bác xem.
quá trời đẹp. Người ta đi xuống dưới biển là tắm quá trời luôn rồi con. À, quá trời luôn, người dân ở Nha Trang này người ta tắm biển sớm quá rồi con. Ồ, họ bơi mà họ, ba mấy cậu thấy họ bơi mà họ chỉ có cái đầu ở trên mà trên bờ thôi. Ờ, à, đúng rồi. Họ chỉ ngước cái đầu lên thôi, vậy là không biết có sâu hay không. Quá trời luôn, à, bơi nhúc nhúc luôn. Ừ. Bơi mà có thấy chỉ có cái đầu rồi mà con không biết có sâu không trời. Không ngờ ở Nha Trang người ta tắm biển sớm như vậy á, mới có 5 giờ mấy á bà con, 5 giờ 20 gì à. Họ đã bơi gì rồi, giờ 5 sáng là họ bơi, kèm một vài người họ đi xuống dưới biển kìa. Nắng chói quá. À, quay cho bà con bác xem mặt trời. Buổi sáng ở đây bà mày còn nghe ta mở nhạc rồi. Ăn. Rồi giờ bắt đầu mình đi ăn sáng nha mọi người. Rồi, đây là cái sảnh. Rồi, vô bấm thang máy xuống tầng 3. Nhớ bà con bác, cái mặt này là view sau núi nè. À, phòng này là phòng của Michael ở. À, hai đứa con mà Michael nó ở phòng riêng. Ba Michael với mẹ Michael ở phòng riêng. À, phòng của nó thì nó ngược lại hướng này là hướng tây, à, view vào, à, và mình đứng này mình nhìn xuống nè. Phòng này cũng là premier luôn nha bà con, nhưng mà view này view núi. Đây siro ba pha cà phê và uống. Rồi lấy cái cốc. Đây là sữa tươi, nước ép, dưa hấu, trà vải, này là nước ngấm. Ông uống gì? Tao uống cái ly sữa tươi trước. Sữa tươi là dùng để ăn ngủ có thể ăn. Uống sữa tươi rồi nó. Đây, đây là đồ ăn sáng rồi mà. Ủa, có chè nè, chuối, chanh dây, ớt nguội, chả lụa. Bánh tráng cuốn thịt nướng nè. Salad xúc xích. Thịt khấu. Ồ, đây là bánh bèo. Bánh bèo chén. Đây là bánh cuốn. Lấy ít vừa đủ thôi nha con. Hết rồi ăn tiếp. Mình đây bánh da lợn. Bánh hỏi. Bánh bột lọc. Nấm đây, nấm đây, rồi. Rồi bánh xèo, đây bánh xèo bánh khọt nha con, để là chiên, đây là món bắp xào hành, bánh chiên, mì ý, xôi, có xôi nữa, xúc xích, thịt heo sốt. Khắc quy này cà ri gà chứ không phải là ngu. Đây là cháo thịt heo, cháo thịt heo, bún bắp thịt cua. Đây là trứng luộc. Còn cái quầy này là cái quầy sữa chua. Sữa chua. Bên đây là có bánh mì. Đây là các quầy bánh mì mình có thể mình nướng. Còn bên đây là quầy trứng ốp la. Trứng này chiên chín hết trơn rồi. Trứng cuộn, trứng luộc. Ngoài ra có phở bò nữa. À, bà nào thấy có phở bò. Rồi, vậy xong rồi. Xin thưa bà con bác, 5 vé. À, giờ gia đình ba mẹ con sẽ đi qua Hồng Tầm chơi. Xin thưa bà con bác, mình lại đi vào cái mê cung này giống ngày hôm qua. À, mình đi lên cáp treo là mình sẽ đi bên đây. À, hôm nay rất nhiều đoàn du lịch nha bà con. À, còn mình đi cano mình đi xuống dưới đây.
Ở đây mà đem ba lô nhiều là bị kiểm tra bà con. Đây xin thưa bà con bác, đây là chuyến tàu cano sẽ chở mình qua Hồng Tầm. Bên kia là Vinpearl. Tàu cano đang lướt sóng rồi. Con quá nắng quá cái chừng nắng quá rồi đi xuống tới đây đó, lát nữa ba mẹ con sẽ đi để coi đi chơi dù lượn nha bà con. Ba mẹ con thấy đây có dù lượn, một lần đi vậy là 1,3 triệu. Nó đang nó dẫn mình suốt qua dù lượn bên kia luôn kìa. Đây là toàn cảnh bãi biển Hồng Tầm nha bà con. Nhìn rất là đẹp. Dạ ba mẹ cầu ngồi đó nắng quá phải chịu không nào. Với bà con cô bác, sau khi mà ba mẹ cầu chơi dụ lượn rồi chơi hết, nói chung trải nghiệm hết mấy cái món đồ chơi ở đây hết rồi, thì bây giờ mình sẽ tới đây ba mẹ cầu vô đây ăn bàn ăn 5 người. Ở đây là trưa này là ăn buffet nha bà con. Món này là canh rau nấu với tôm. Canh rau nấu với tôm, cháo hải sản, súp rau củ. Mày ăn gì không? Khoai tây muối cao, mực gì á, mực cái gì mà rất ngọt. Đây là cái quầy lai salad. Những loại rau củ. Đây là những cái người, những cái này. Cái này nhiều quá nha. Đây là quầy rau. Đây là cơm trắng khỏi coi. Đây là cơm chiên trứng nè. Hấp dẫn. Đây là mì xào rau củ. Rau xào theo mùa, có mùa nào lấy mùa đó. Miếng này là miếng xào rau. Đây là chả lụa hả? Không, bánh bèo. Bánh bèo. Ủa sao bên đây hình như nó sao y bên kia ha, bên kia nó cũng có những món này. Thịt heo kho tiêu. Cá ngừ, cá ngừ kho tiêu. Gà rang rừng. Ngoài ra có gỏi nè. Gỏi nè mẹ. Trời, đi ăn chanh dây đó hả? Mốt qua về mới mua chanh dây cho mẹ ăn. Ở đây là xào salad. Chanh dây. Ở đặc trưng cũng đây là có cái chanh dây và các. Dạ ba mẹ gọi thích nè. Thịt heo kho tiêu, cá kho tiêu. Hình như là nó xem qua. Vậy là do nó nhiều và do nó bày ra nhiều quá bà con, nhưng mà cà cũng giống nhau hết. Dưa hấu, dưa tươi có chè đó là mẹ. Chè đậu xanh,
chè đậu xanh với chè đậu đỏ. Đây là buổi trưa ở Hòn Tầm nữa à, đa phần là khách Hàn Quốc hay là Trung Quốc gì đó. Và buổi tối trưa này có đi xây ở đây. Rồi đây, xin thưa bà con bác, bà mấy cậu thấy cái nước dừa, nhiều người muốn uống, đổi nón lên đi con. Rồi, giờ mình vô đây mình mua nước dừa. Đưa cho em, rồi, em. Xin thưa bà con bác, đây. Có chân bể, đưa bà nội trước đi con. Ra mời bà nội trước đi. Rồi đây. Trái này là 60 ngàn bà con, ở trên đảo Hòn Tầm. Xin thưa bà con bác, bây giờ là 3 giờ chiều à, bà Michael thấy có một cái dịch vụ du lượng đó bà con, nay cứ giống như xe thuyền buồm nữa à, cái điều khiển cái con thuyền đó để nó kéo mình đi bà con. Họ chơi đó chắc cũng khó nha à. Rất nhiều người chơi đó là chắc là họ phải nước chán nước sống gì đi ra ngoài đó hay sao đó. Ba mình gọi thấy vô cái họ kéo ra họ điều khiển sao cái họ đi ra ngoài đó, giống như trời thả diều đó. Còn bây giờ mình nhìn xuống cái đường phố này có cùng dưới ở Nha Trang này, ba mình còn không thấy kẹt xe à, không biết sao đó, nhưng mà không thấy kẹt xe. Đẹp quá. Thấy núi ha, núi với biển, biển với núi. Chập trùng. Rồi bà con bác, trời đang nắng chang chang rồi đó. Mới thấy giờ nắng chang chang, tự nhiên có một đám mây quần phủ à, lần đầu tiên đứng đây cái view đẹp ghê luôn bà con. Nhìn ra ngoài biển nè, nhìn thấy bên kia nè à, thành phố rồi núi non nè. Bầu trời đang thui luôn rồi bà con, mất ánh mặt trời luôn à. Rồi nhìn qua bên đây nè à, vẫn còn trong xanh nè, ở bên kia vẫn trời vẫn còn trong xanh à, à, gió này bà con thấy không, bắt đầu qua mình thấy gió lên à, bà con có nhìn mấy cây dừa đó à. Ở đây mà Nha Trang này mà nếu mà mình mà bão á, không biết là ở đây mà đứng đây nhìn cái tầm view này chắc thấy ghê lắm ha à, thấy ghê thiệt ha bà con ha. Ở đây mà ở ngoài mà gió vù mà cây dừa này mà đứng ở đây chắc sợ chết à. Ở dưới đằng kia bà mày còn thấy người ta tắm quá trời tắm. Ở đây thì ít á à. Ở đây bà mày còn chưa tưởng tượng được mà ở ngoài đó mà sóng mà nó dâng cao không biết sao ha. Mình đứng đây mình nhìn thấy hết. À, bên kia có cái hòn gì đó nhỏ nhỏ đằng kia, ở bên đó là tháp bà, tháp bà đó, cái hòn đảo nhỏ nhỏ đó bà mình còn nhớ là tháp bà. Bên kia là hòn à, có nhiều hòn lắm mà bà mình còn không có nhận biết ra được à. Thưa bà con bác, chiều hôm nay ba mẹ cô rảnh quá không biết làm gì, hay vô bảo tàng à, bảo tàng Viện Hải Dương học à. Đây là, nghe nói ở đây giờ làm lại đẹp lắm bà con, mười mấy năm rồi ba mẹ con mới đi lại, con người và biển cả. Bước vào bên trong một bộ xương cá voi. Đây là con cá tầm nè bà con. Yeah. Cá tầm thiệt luôn nha bà con. Cá tầm thiệt nha. Rồi đây là con cá voi lưng gù. Đừng có đụng vô nha con. Sao? Xương thiệt á. Rồi đây là hàm răng cá mập. Đây là cá giống mụn vậy. Không, con cá luôn á. Bò biển. Sao giờ nó ngủm rồi? Đây là gọi là con bò. Sao giờ nó ngủm rồi?
người ta phải ngâm trong nước cái dung dịch đó coi, để ta bảo quản á, có nghĩa bên trong nó y như thiệt vậy đó. À, nó mất rồi nhưng mà nó chưa biết hình xuông. Đúng rồi. Cho nên giờ người ta bảo quản rồi. Phải ngâm vô cái dung dịch đó. À, đây là toàn cảnh bên trong bảo tàng này. Cái kiến trúc này là có trước từ hồi xưa luôn rồi bạn ơi. À, từ cái cánh cửa sổ của cái xe. À, đây là Viện Hải Dương Học. Xây dựng rồi bạn ơi. Một cái công trình nghiên cứu bảo tồn. À, đang xây. À, ba mẹ gọi đang đi xem tiếp. Giờ phía bên sau dưới cái một cái vách núi. À. Cá này nó có phát sáng được nè. Ồ, cá này nó phát sáng. Cá lịch đó. À, đây là cá lịch. Cá này mới là cá lịch đây. À, đây là cá bàn chai đầu. Ở đây á, xin thưa con bác, có nè môi trường sống nè, kích thước nè, thức ăn nè, phân bổ nè. Bạn có biết loài lưỡng tính này, con cái có thể chuyển đổi giới tính thành con đực. Quá trình chuyển đổi giới tính trong 10 ngày rồi. Ghê quá ha, con này có thể rồi con cái biến thành con đực. Quá trời lạ. À, cá này cá nóc nè con. À. Này con thấy giống cá mặt mù hơn. À, đây cũng cá này cá nóc. Cá nóc này ăn nhiều khi cũng độc lắm nha con. Ba, ba sao con thấy con này giống con cá mặt mù quá vậy? À. Cá nóc đó. Giống con đi chen cá mặt mù luôn. À. Đây là coi nó bám nè. Trời ơi, hình như con lạc đà vậy đó. Đây là con tôm lạc đà nè. Ôi. Lạc đà. Cá bò gai nóc. À, cá bò gai nóc nằm bên đây. Đây là cá bò đuôi yến. Đuôi yến ha. À, đây. Cá này cá đuôi yến. À, à. Cá bò luôn nha các bạn. Cá sâu. Sư tử, đúng không? Cá màu tiên, cá màu tiên sư tử là con này. Cái con này. Ồ, này nó giống như cá lau kiến ghê á. Thì nó là cá lau kiến mà. Không phải, cái gì đó mà nó bám sát vô đây nè. Ai biết rồi, nó bám sát vô chừng nào người ta. Cái con gì á, nó có ngoại nó. Công trình rác thải nhựa nè, người ta lơm về bắt đầu người ta làm con rùa nè, con ba ba nè. À, nó nằm ở cái Viện Hải Dương Học này là. À, vậy hả? Trời ơi, nguyên con rùa ba ba giờ thành rác. Là ý là rác á. À, kế bên góc núi nè bà. Ô, nước này là nước tự nhiên nè. Nước tự nhiên. Nè, chứ này là vách núi mà, chứ đâu phải là hồng nông bộ nhân tạo đâu. Không dám nhân tạo đâu, vách núi á. Ờ, à, núi thiệt á. Rồi, núi thiệt á nha. Hoàng Sa Trường Sa vẻ đẹp thiêng liêng tổ quốc. Đây là à, đây cá bình thường thôi, nuôi ba ba bình thường thôi. Rồi đây. Đây là một cái kiến trúc này, mấy cái kiến trúc này là cũ rồi, chắc ba mẹ còn nghĩ nè, phải con có nhìn mấy cái cánh cửa sổ á. À, xưa ơi là xưa. À. Bao giờ mình sẽ đi xuống đây, Hoàng Sa Trường Sa vẻ đẹp thiêng liêng tổ quốc. À, ở đây là tài nguyên khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa Trường Sa. À, ở đây có khu trưng bày ngoài đảo nè con. Thưa bà con bác, cái khu này là cái khu đường hầm, có từ năm nào không biết, người Pháp xây dựng từ năm cái đường hầm xuyên núi Cảnh Long.
và núi trùng. Cái con đường hầm này là được Pháp xây dựng từ năm 1920 nha mọi người. Núi Trục, cái núi này núi Trục. Người Pháp. Còn quên này, ba mẹ còn quên đọc là tại sao người Pháp lại xây dựng được chi không biết. Mà bây giờ làm. Ở đây là cái cầu gai. Con cầu gai nè. Ôi trời, nó còn sống nè bà con. Bà con mắt thấy không? Nó rung rinh rung rinh nè. Đây là cá mú. Cá mú bự quá. Cái nhỏ này, con trai nè, con trai khổng lồ nè. Đây. Hoàng Sa. Đây xin thưa bà con cô bác, Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa. Cá mó đen nè, được thu quần đảo Hoàng Sa từ năm 1938 nè, năm 47 nè. Hoàng Sa với Trường Sa là đảo của Việt Nam mình nha con. Biết nè, phải không? Con biết mà phải không? Giữa lòng núi có nguyên cái bồn cá luôn rồi bà con. Đẹp quá trời cá. Rất là đẹp. Tiếp tục, đây là một bầy cá vàng. Quá trời luôn. Con bắt đây là ngọn núi Trục nè. Còn đây là đường hầm bên dưới nè. Ngọn núi này ba mẹ cậu thấy cũng không có cao. Bây giờ bắt đầu cái mình sẽ đi vô đây. Tiếp tục khu đa dạng sinh học, khu trưng bày. Cá này cá nhám voi. Cho nên người ta rút hết bộ lòng ra, chỉ còn cái lớp bên ngoài thôi. Giờ nó nhăn nhéo rồi nè. Không có đụng vô nha con. Cá nhắm vôi á. Đây là khu trưng bày. Này giống như đá san hô. Đá trầm tích san hô nè, lấy từ dưới đáy biển lên đó mà con. Trầm tích là sâu lắm á. Chai đó con, cái con ngọc chai đó. Mà biết rồi, người ta sơn bóng rồi đúng không? Đúng rồi, chắc vậy quá. Mấy cái đồ này nó giống như sơn mài mỹ nghệ vậy đó. Bào ngư á. Con bào ngư với vỏ bào ngư. Bạch tuộc. Đây, con rùa này là rùa thiệt nè. Nè con này con thiệt nè mấy cô. Đó. Không thiệt á, con thấy ông không sờ vào hiện vật. Thiệt hả? Thiệt không á con. Mấy con này là thiệt không á. Đấy, đừng có đụng vô nha con. Xin thưa bà con bác, khi mà ba mẹ cậu vào đây á, cái mà ba mẹ cậu ấn tượng nhất đó bà con, ngoài trừ mấy vấn đề là sinh vật biển ha, mình vào Viện Hải Dương học là mình sẽ ấn tượng về sinh vật biển. Còn đây là những cái kiến trúc tòa nhà nè bà con. Những cánh cửa mà nó cũ xì mà không sơn lại luôn nè bà con. Đây là cái nét mà ấn tượng nhất của ba mẹ cậu. Còn núi vách thì dựng giống như là những cái tấm, những cái cục đá dựng lên để vách tường. Do đại sứ quán Đan Mạch, phòng trưng bày mẫu sinh vật biển này. Cái này là do đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tài trợ.
không biết năm nào ha. Ba mày còn ấn tượng nhất là cái khung này cũ kỹ ha. Không biết gỗ này là gỗ tốt lắm hay sao mà xài qua bao nhiêu năm mà nó cũ kỹ vậy ha. Và dựng bằng mấy cục gạch chứ không phải là bức tường nha mọi người. Cái góc nó nằm ở chỗ đó đó. Đây là cái khuôn viên nè, mình rồi đi quay khuôn viên cho bà con bác xem. Bên kia đang xây mới. Rồi, đây là toàn cảnh nè. Ấn tượng của ba mẹ cò là những cái tòa nhà này. Ba mẹ cò chưa nghiên cứu là viện hải dương học này được xây dựng năm nào nha bà con. Mà nhìn mấy cánh cửa sổ thấy ấn tượng dễ sợ. Các cô chú anh chị và các bạn nào có biết xin chia sẻ giúp con cậu. Ở phía ngoài đây cũng nhìn nè, cánh cửa ở đây là chắc có lẽ là lâu đời nữa nè bà con. Với dày thòn luôn. Cửa sổ hồi xưa nó rất là hẹp mà nó dài nha bà con. Bây giờ chứ không phải bây giờ là bề ngang nó bự ra, còn hồi xưa là bà con bắt để ý đi, cánh cửa sổ nó rất là dài dày thòn. Ba mẹ cậu đoán chừng chắc khoảng 2 mét, cao hơn 2 mét luôn á, chắc cầu 3 mét. Mà nó hẹp, hẹp lắm, hẹp vô cỡ khoảng 1 thước đây là cái nét đặc trưng và con mắt khem mà cũng là hai bên đi lên. Lối đi lên là lối hai bên chứ không có đi trực diện vô nha bà con. Đó, bên đây cũng vậy nè bà con thấy không. Lối lên là lối hai bên, còn ở giữa mà đi thẳng ra là cái ban công luôn. Đó là nét kiến trúc hồi xưa á. Các cô chú bác anh chị và các bạn biết được cái viện hải dương học này được xây dựng vào năm nào có bác comment cho ba mươi cầu biết nha. Rồi thôi giờ ba mươi cầu về. Hồi này không biết có đi tối qua về đi không nổi cho nên ba mươi cầu không có đi quay đêm. Để tối nay đêm nay ba mươi cầu có đi được không? Được thì ba mươi cầu quay đi xích lô nha bà con. Bà con bác ba mẹ cậu thấy có một cái bệnh viện Vinmec đây cũng quá trời lớn nè, nằm ngay đường Trần Phú. Cái quán Thanh Sương 1 này bà con nằm ngay kế bên cái ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên. Đây, xin thưa bà con bác, ở đây có một cái view nhìn thẳng trực diện qua Vinh Bình luôn nè bà con. Ở đây ba mươi cầu thấy họ đang xây cái bờ kè, xe máy xe xúc tùm lum nè. Rồi xin thưa bà con đã có cái căn nhà ngay đây nè, ba mươi cầu thấy nó sụp xuống ghê hồn luôn. Nhà cửa đây là nó nằm dưới thấp luôn, ghê lắm. Ba mươi cầu đang trên đường đi ra tháp Trầm Hương. Cái khúc này trong viên đẹp ghê á. Xin lô chạy nó hơi rung, bà con có bác thông cảm. Bên này trái là khách sạn Bường Thanh nè. Novotel, như bữa mẹ ở Novotel phải không? Hay là Sheraton? Sheraton. Đây, tháp Trầm Hương. Hình như Nha Trang đang kỷ niệm 100 năm ha. Dạ, đúng rồi. Chuẩn bị kỷ niệm 100 năm là năm nào. Vậy mốt lễ hội nhiều quá. Năm nay là năm lễ hội của Nha Trang nè bà con. Kỷ niệm 100 năm thành lập Nha Trang. Nó hơi rung nha bà con, tại xe này cái đường này thấy nó láng mà sao không biết chạy nó rung dữ. Đây là tháp Trầm Hương, trung tâm của Nha Trang nằm ở tháp Trầm Hương này, xứ Trầm á bà con. Con cô bác hiện tại là 12 giờ đêm, ba mẹ cô đi ra tháp Trầm Hương mà mẹ cô chơi. Ở đây ba mẹ cô thấy cũng có mấy người đi patin nè, cũng giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ vậy bà con. Ba mẹ cậu thấy mọi người cũng ra đây chơi nè, ra biển chơi ngay tháp Trầm Hương. Bên đây ba mẹ cậu thấy là ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa, ngay trung tâm luôn, trước ủy ban đẹp ghê luôn á.